Ok anh em ạ, thì chúng ta chỉ còn lại một ngày nữa thôi. Ngày mai chính là buổi fan meeting của Hero Team. Và trước cái ngày fan meeting này, bọn mình muốn làm một cái điều đó thật là ý nghĩa cho cuộc đời, cho cuộc sống, cũng như là trong những lần offline như thế này, bọn mình thường hay đi và làm những cái hành động tình thương mến thương đối với cuộc đời, cuộc sống, với những hoàn cảnh khó khăn của bọn mình. Nên là ngày hôm nay Hero Team bọn mình quyết định là sẽ đi đến một ngôi chùa có tên là chùa Từ Hạnh ở Sài Gòn. Và là biết ngôi chùa này không, bạn để lại comment phía bên dưới nha. Thì ngôi chùa này hiện tại đang nhận nuôi 102 bạn nhỏ mồ côi. Và bọn mình đang chuẩn bị rất là nhiều phần quà, cũng như là rất là nhiều cái đến để giao lưu, cũng như là phát những phần quà đến cho các bạn nhỏ đó, để chia sẻ những cái tình thương, đúng rồi. Phải nhờ bé này nhắc anh em mà tôi quên vốn từ, anh em thông cảm. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi nha. Bơi. Đây làm gì chị? Mày có vậy luôn đó, có thể nó đâu mà nó không. Mình xinh đẹp, mình biết là bạn muốn lên. Những người xinh đẹp và lên thì gọi là spotlight của bạn. Nhưng mà bạn không biết thế, phải lúc nào cũng quay mình như thế. Đây là MC của chương trình. Xong. Anh Tiến. Chạy lên rồi. Còn đây là chàng trai đã lộ mặt nhưng mà mới thích mặt khẩu trang. Đây là phong trào đẹp trai nhưng mà tên của chỗ thích mặt của đôi. Đi làm từ thiện mang dây chuyền. Cái này là cái gì? Đây là CV. Cái mặt tôi đã thôi luôn rồi. À đây mới là Simi nè. Hôm nay Simi đi, Simi thấy như thế nào? Rất là vui và đang rất là hóng để gặp lại là những bạn mồ côi ở trong chùa. Bởi vì là thấy có nghĩa cho cuộc đời không? Thấy có nghĩa cho cuộc đời không? Có, cảm giác mình rất là gọi là vui và rất là cảm giác nhẹ nhõm đi khi mình làm cái này á. Ok các bạn ơi, hiện tại là mình đang có mặt ở chùa Từ Hạnh đây. Đó, đây là chùa Từ Hạnh, vừa xuống xe luôn. Và ở kia thì Dịch đang quay vlog kìa. Đó, Dịch đang quay vlog. Hiện tại thì mình đang chờ nốt xe của Timmy và Kyron tới nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu vào trong và làm việc nha anh em. Thank you.
Dạ. Dạ. Con để thêm một phụ huynh có một chút quà để đứa sức khỏe cùng. Dạ. 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 Con là người phụ nhất. Đây là bọn con là hoạt động là làm ở trên mạng, là ngoài Bắc và miền Trung, miền Nam thôi, nói chung là cả nước về đây. Thì đến chùa mình để thăm là chúc sức khỏe phụ. Trong này có bánh trái với cả bọn con có chuẩn bị cao giá này, có cả một cái dầu để nó phụ sức, có thể nó tái hạn. Dạ. Cậu cảm ơn mọi người nha. Thế mọi người lấy đi, mấy bạn nữ lấy mang đứa phụ. Các bạn đi vừa ngồi đi bà ơi, mình đi quá chát, các bạn đi quá chát đây. Mấy bạn đứa phụ. Dạ, rồi phải ạ. Cô đắp cái gì vậy? Đây, cái vừa nó đắp cái gì vừa này, cô của mình vừa. Đừng có để gì vừa. Để gói quà cho được ạ. Đừng có để gì vừa. Để gói quà cho hai chị được. Rồi. Tay cũng với tay cũng. Cái gì đông vui nữa hả? Dạ, thôi đi rồi, nhưng mà tiền đâu mất người, tôi bảo ít là không nhiều quá. Cô nó để đây nè, bà ăn tiền cái gì cũng cả, coi như là tắm được. Dạ, không chào đi bà. À, đi từ trong đi ra cũng được. Xin chào cô ạ. Hôm nay của con là một nhóm làm ở trên mạng, thì con hoạt động thực hiện. Hôm nay của con xin phép là để đến chùa mình để ra các cụ và cả các em. Và con có mang thêm một chút quà để hôm nay có cả lầu cháu là cao giá để đứa các cụ kéo đau đớn đến phụ một chút ạ. Dạ. Để vô vô đi chắc, để vô đúng không? Con lên. Giờ này nè con. Giờ trống đi để đây, giờ trống đi để góc đường các cô. Đây đúng rồi. Có cần đâu không? Ủa nãy giờ chị có chưa không? Ở đây nè, còn hai người ở đây nữa con. Hai người bạn có không? Đây. Đây qua đây. Dạ. Dạ. Đây nữa nè. Rồi đâu mua sức khỏe nha. Mình ở đây với đại 52 tuổi dài xuống đây. Chị bên cũng nhắc chị phải chưa? Đây cảm ơn ông rồi. Cảm ơn ông đã. Chị được không? Ông tôi không phải giùm chứ chú ơi. Tôi không phải muốn. Cảm ơn anh. Cảm ơn các cậu. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn. Vâng anh em ạ, thì vừa rồi là bọn mình vừa mới đi phát được những cái món đồ ăn dầu cũng như miếng dán dành cho cái cụ già ở ngay bên kia. Và bây giờ bọn mình sẽ tiếp tục đi đến gian phòng bên đây để tiếp tục phát cho những cụ còn lại ở bên đây. Và sau đó bọn mình sẽ vào chơi với những em nhỏ trong kia. Ông giáo ba ngồi đủ chưa? Mình nghe các bạn nói là quay cam hay là mình ra mặt không nghe lắm, nhưng mà thật ra là mình rất sẵn nha các bạn. Nên đó là mỗi người bị chạy không đến mà. Ơi hơi các bạn ơi, các bạn trật tự nha, trật tự nào. Bạn nào trật tự là sẽ có quà nhá. Thôi xin xin xin. Rồi các bạn ơi, bây giờ anh sẽ giới thiệu giúp bạn nha. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có các anh chị ở đây là một nhóm đó làm việc trên lĩnh vực internet ở trên mạng với rất là nhiều những phần quà ngày hôm nay để mang đến cho tất cả các bạn. Cho nên là chúng ta cho một tràng pháo tay đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhường lại đây là cho anh Mr. Việt để nói chuyện với các bạn nha. Ok, hôm nay chào các em nha. Anh là Mr. Việt. Hãy gọi là anh Việt đi. Thì gọi anh, có bạn nào biết YouTube không? Có bạn nào biết YouTube không? Thế có bạn nào biết nhóm Hello Team không? Ok. Các bạn thì trong này các bạn sẽ... Ôi, chưa tự ra. Rồi các bạn chứng tự một chút xíu giùm anh nha. Các bạn chứng tự chút xíu nha.
Bây giờ nha, bây giờ chúng mình cùng chơi cái trò này đi. Bạn nào giữ được trật tự đến cuối chương trình sẽ có quà nha. Bạn nào có mất tích sẽ có quà nha. Rồi, hôm nay thì anh chị tới đây. Hôm nay anh chị tới đây để mang cho các em quà. Với nó để cho em nha. Anh các chị mang cho quà. Có bạn nào thích ăn thì ăn đi không? Mày nào thích ăn bánh thì ăn lên. Mày nào muốn có quà? Mày nào muốn quà cho xem cái tay không? Ai muốn có quà cho xem cái tay các bạn nào? Đây lên nào. Rồi nếu như muốn có quà thì các bạn chúng ta trật tự một chút xíu nha. Rồi ok, bây giờ chúng ta trật tự một chút xíu nha. Rồi anh sẽ gửi quà đến các bạn. Rồi nha, các bạn ngồi chờ nha. Rồi ok. Ok anh em ạ, và sau một màn chơi cùng với các bạn nhỏ ở trong chùa thì bây giờ bọn mình sẽ đi phát những cái bịch bánh như thế này cho các bạn nhỏ nè. Đấy, đi anh em. Có bánh cho em. Em chưa có. Trời ơi, bánh thiếu rồi nè. Còn dư là những bánh này mình sẽ đưa cho các cô ở đây. Để khi nào mà các bé cần thì các bé sẽ lấy ăn các bạn ạ. Bé có bánh chưa? Bé có bánh rồi nè. Trời ơi, cho anh ăn với luôn trời. Bé có bánh chưa? Bây giờ, như này mới là chị. Đúng rồi, này này. Bé có bánh chưa? Chưa, cho bé bánh đi. Có bánh chưa bé? Bé chưa bánh luôn. Bé có bánh chưa? Hả? Có bánh chưa? Ủa em đâu phải bé anh. Ok anh em ạ, thì bọn mình đã phát xong hết rồi. Và có vẻ như là bây giờ bọn mình sẽ đi về. Đây là cái phần việc mà bọn mình rất là muốn làm trong những buổi đi offline của bọn mình. Có thể đôi lúc có những lần bọn mình không có quay video lại cho các bạn xem đâu. Và đây là một trong những lần hiếm hoi bọn mình sẽ quay lại cho các bạn xem được không? Bởi vậy là mấy bạn đừng quên ủng hộ cho team của mình nha. Bởi vậy mới biết ai chính là anh Hùng thật sự. Ơi các bạn ạ, thì bọn mình đã xong phần chơi cùng các bạn nhỏ cũng như là trao quà, trao phần thưởng bánh tráng cho các bạn nhỏ nhỏ rồi. Thật ra là Hero Team bọn mình đã từng có một ước mơ là trong những cái buổi đi offline như thế này thì bọn mình sẽ có thể đi làm từ thiện giúp ích cho xã hội và giúp cho đời. Mặt mày điên quá, ra đi. Và bọn mình đã làm được điều đó anh em ạ. Bọn mình đã làm được điều đó. Thật sự đây là một trong những lần bọn mình đi từ thiện mà mình quay lên cho các bạn xem. Và có rất là nhiều lần bọn mình đi bọn mình không quay. Bởi vì không phải lúc nào bọn mình cũng rảnh hay là không phải lúc nào bọn mình cũng có thủ sẵn cho máy quay trong người. Nên là... Ê, và bây giờ chúng ta đi đâu anh em nhỉ? Chưa đi đâu nào? Chưa đi? Hello!